quý vị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại mọi người trên kênh ẩm thực và du lịch. Thì hôm nay mình đang có mặt tại con hẻm 418 xẹt 39 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết đến một cái món khá là lạ. Lần đầu tiên mình nghe cái bánh này luôn. Đó chính là bánh lọt. Đây mọi người, tiệm bánh lọt của cô Cúc. Thì theo mình được biết thì bánh lọt này khá là lạ và mình chưa nghe lần nào cả. Bây giờ mình mới biết cái loại bánh này. Ở đây thì cô có bán bánh lọt xào và hủ tiếu xào. Thì theo mình được biết bánh này có nguồn gốc là từ người Hoa, nhưng mà hình như là cô Cúc này được ăn ở Campuchia rồi, cho nên là cô tiếp tục cái công việc này luôn. Hình như là cái bánh lọt này là nghề gia truyền của cô Cúc. Đây trước mặt mọi người là cô Cúc đó ạ. Địa chỉ là 418/39 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 nha mọi người. Thì không biết cái bánh lọt này nó đặc biệt và nó lạ như thế nào. Thì chúng ta cùng vào bên trong để mà xem cái bánh lọt ở đây ra sao. Đó, chúng ta nhìn tủ kính nè. Bên này là hủ tiếu xào nè. Bên này là bánh lọt. Bánh lọt mình thấy cái sợi bánh nó giống cái bánh canh. Thấy giống vậy thôi chứ nhưng mà không phải nha mọi người. Để mình cùng hỏi cô Cúc và mình ăn thử nó như thế nào. Và cái thời gian mở cửa của quán cô Cúc là từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Hình như là xuyên suốt các ngày trong tuần. Ở đây cô Cúc bán chỉ một phần là 15 và 20 ngàn. Có chay có mặn luôn, có chả giò chay luôn. Ủa cô Cúc này, cô Cúc bán cái bánh lọt xào này được bao nhiêu năm rồi? 46 năm. Wow. Cô bán ở ngoài ngã tư kia đó. Là 40 năm. Ngã tư này nè. Chợ Hồ Thị Kỷ đây à? Dạ. Ngay đầu đường đó. Là 40 năm, vô nhà 6 năm. Hồi xưa là cô đẩy cái xe đi thôi. Cô có để cái bàn thôi, dọn cái bàn thôi. Dạ. Dọn cái bàn bán 4 giờ chiều, bán đến 2 giờ đêm. Ban đêm người ta ăn nhiều không cô? Hồi xưa là bắt khuya. Dạ. Bắt khuya bán cho mấy người thợ rồi đó. Ta làm dài rồi thợ, ta làm gì hay làm đêm á. Dạ. Mấy thợ rồi đó làm đêm á. Rồi bây giờ đó thì ngược lại bán đây tới 9 giờ tối là vắng là hết rồi. Em còn khu dài. Cái khung giờ nào là khách tới đây mua bánh của cô nhiều nhất? Cô lái ra có khi lái ra dài cho tới những có khi tới chiều đó là cỡ 5 giờ đổ lên là bắt đầu lái ra là bán đắt thì vậy đó. Có khi cô bán lái ra hoài hoài đều vậy đó. Đó có khi 5 giờ tới 6-7 giờ không lắm. Cô Cúc cho hỏi sao mà mình có được cái món bánh lọt này, có nghề gia truyền hay là tự cô Cúc ở đâu nấu ra rồi đặt tên luôn hay sao? Cô ở Campuchia, cô chú. Wow, cô là người Campuchia. Người Việt Nam mình sinh sống ở trển, sinh đẻ ở trển, cha mẹ làm ăn á, lên trển, ở trển, rồi cái sinh ở trển. Dạ, nhưng mà cái món bánh lọt này con được biết là gốc người Hoa. Của người Việt mình, người Việt Nam mình đó làm. Ở quê làm mà cái gốc nó cũng gốc của người Hoa, người ta bán cái món này. Nhưng cái món này là của người Việt Nam mình. Hồi xưa nhà cô má cô tự làm. Tự làm tự ép, bây giờ nó có công nghệ rồi sao làm. Ở quê ta lên đưa lên hủ tiếu cũng hủ tiếu xa đét đem lên. Ồ, cũng là xa đét. Cô dài, bánh bánh lọc là cô bánh lọt, bánh lọt là cũng ở lò ở đây nó cũng có nhưng mà mình đặt ra mới làm. Đặt tích là Đồng Tháp lên đây. Ta mấy người cái chỗ bán hủ tiếu này người ta đặt. Ta đặt lên, ta bỏ mối cho mình. Cũng như mình muốn mua gì mình dặn người ta, mình đặt hàng người ta, thì người ta làm, người ta bỏ mối cho mình thôi. Nói chung là cô cũng chọn lựa những cái ngon đúng nhất. Rồi. Cái này á, là cái bánh này lọt này là bánh mặn, còn bấy ngọt thì nó là bột năng, nó có pha bột năng. Là vừa có ngọt vừa có mặn. Cô. Cái bánh lọt mà ngọt á, lá dứa đó là nó có pha bột năng, còn này là nguyên chất bột gạo không có pha bột năng. Bột gạo nó ép ra. Ở đây là cô bán những cái loại thức ăn nào? Bánh lọt. Chỉ có bánh lọt xào, vô tiếng xào thôi. Hai món này thôi. Hai món thôi. Dạ. Ngoài ra bán chè, bán làm bánh, bán đủ hết. Bây giờ má cô mất rồi, cô có mình ăn hết nổi rồi. Dạ. Bán gì hai món này thôi, với chả giò tự mình làm.
mấy cái món này là tự làm luôn. Dạ. Tỏi cũng về nè, lột thì về, tự xay, tự phi. Ớt, đậu phộng về rang, tự xay luôn. Cô bán như vậy là bao nhiêu ngàn một phần? Có trứng 20 ngàn một phần. Ồ. Không trứng 15. Dạ. Cái lọt cũng vậy, hủ tiếu cũng vậy. Hai cái đều như nhau vậy? Giống nhau, phần giá nha hết. Dạ. Bánh không thì 15, có trứng thì 20. Nước tương, nước mắm, ăn chay được hơn. Vừa bán chay mà vừa bán mặn luôn. Muốn ăn chay thì cô cho ăn nước tương. Dạ. Còn ăn mặn thì chỉ có bánh lọt thì dễ lắm. Chay mặn thì ăn được, tại vì bánh lọt thì ăn nước tương. Dạ. Còn cái hủ tiếu xào phải ăn nước mắm. Thì là người ta ăn chay, người ta nói ăn chay, lấy nước tương. Ngày chay thì cô làm nước mắm chay. Dạ. Hủ tiếu chỉ có ngày chay, rằm với mùng 1 thì cô làm nước mắm chay, để cho người ta muốn ăn chay khỏi làm nước mắm mặn. Nhưng mà con nghe giống như nước mắm mặn vậy đó, là nước mắm chay. Con ngoài mấy người trong hẻm nói là cô Cúc không nghỉ ngày nào luôn à? Không nghỉ luôn, bán lô bụng luôn. Dạ. Nghe cái chú phụ hồ nói là cô không nghỉ ngày nào hết rồi, giống như là cô sợ khách la vậy, không muốn nghỉ ngày nào. Cũng như nhiều khi khách ta kiếm cũng có, mình bán quen rồi. Dạ. Cô bán đây quen rồi, thành ra người ta ăn người ta thích đó. Cái món của mình đó đơn giản. Dạ. Người ta thích cái gì vậy, ta nói nghỉ thì người ta muốn ăn. Mà nói ngay tới khi nào cô đi chùa cô mới nghỉ. Nghỉ ngày, đi hai ngày, bây giờ khách nhiều quá, khách đông quá rồi thành ra không có ít có đi nữa. Chờ cái qua cái ngay cái tới ngày Tết đi trong mấy ngày tháng giêng đó, tháng giêng đó thì ta đi chơi nhiều. Những lúc mà cô đi chùa hay là mình không bán á, thì mình có cái dấu hiệu gì để cho khách nhận biết không? Mình đóng cửa mình có ghi giấy lại hay sao không? Có, mình nói được thôi, nghỉ mấy ngày mình bán. Yeah. Phải để cái bảng vậy đó cho người ta biết là mình ngày nào bán, người ta khỏi mất công ta tới, ta ở xa không. Yeah. Quận 9, quận 12, quận 7, ở Phú Nhuận, ở Tân Phú, ở Bà Hôm, rồi ghé đây hết. Tâm Hôn ghé đây. Yeah. Tại vì mấy cái em mà mối ăn quen á, xeo lên giới thiệu người này qua người kia. Ca sĩ Thanh Duy vô đây. Ồ, nghệ sĩ cũng tới đây. Ca sĩ Thanh Duy đó là nhờ em kia, là mối quen là lâu rồi đó. Yeah. Mối ăn cũng 9-10 năm rồi, lâu lâu đi nước ngoài về, đi công tác nước ngoài về cái tới ăn. Cái bữa là cô vô đây tưởng cô nghỉ. À. Cái đi ngang đây thấy có bán, mà cô bán ban ngày, tại xưa cô bán 4 giờ chiều, cũng ăn là 4 giờ chiều. Thế sao em nói, ủa, cô có bán hả? Nó có. Cái nói gì? Giới thiệu cho ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Thanh Duy tới. Tới hồi Noel năm ngoái. Dạ. Noel xong bán đắt lắm. Nhiều nghệ sĩ đến khác nè. Rồi xong rồi cái không biết nghệ sĩ nào đông lắm. Mà cô không biết tên, nói chung là nhiều nghệ sĩ. Không biết tên, nhiều lắm. Dài tới bây giờ luôn. Dạ. Tới quay muốn làm gì đó làm. Rồi đó. Cái này thích đi cái gì đó nào gì tự lợi. Dán luôn. Dán luôn cho cô có đăng ký. Là bánh lọt nè. À, bánh lọt. Dạ. Nó đơn giản mà nó ngon. Dạ, cái này là hủ tiếu xào. Xào. Cái này là rang chả. Chả giò đó. Chả giò là tự nhà cô Cúc làm luôn. Tự làm phải môn gì? Phải môn. Dạ. Chay, cái đó chả giò chay. Tự làm mua về lột vỏ. Để phi lên tự phi. Thành phi. Tỏi phi, cái phi đậu phộng vậy mua về rang. Rồi ăn lên rồi cái mình xay. Nước tương nấu, tự nấu luôn, về nấu. Nó này nước tương, này nước mắm. Mình ăn với bánh ngọt là mình ăn với nước tương. Hủ tiếu xào ăn nước mắm. Có người thích ăn nước tương thì ăn. Nói chung tùy khách. Tùy khách thôi, có thích nào thì nó nói cho mình biết. Ăn tương, bữa nay tôi muốn ăn nước tương, mình chán nước tương. Dạ, tùy khách thôi. Cô Cúc làm cho con cái món bánh lọt này, con thấy bánh lọt nó lạ ở đây. Thì cô Cúc làm. Ăn thử nè. Như vậy là xào lên hả cô? Rồi xào, mình phải xào cho nó nóng. Cái xào giá hẹ, xong phải đập cái trứng vô. Dạ. Cái này là làm 100% là bộ từ bột gạo. Bột gạo, bột gạo nguyên chất luôn, không có pha cái gì hết trơn.
xào này chắc mình cũng nhanh chín thôi con hả? À. Ta hấp chín là ta luộc chín rồi mình chỉ xào sơ là mình xào lên nó ngon, cho nó săn cái bánh nó ngon. Là thêm giá vào và hẹ. Sao mà mình biết nó chín cô Cúc? Là nó cháy cháy hay sao? Cháy cháy vậy đó, mình thấy nó vậy, căng căng. Người khách muốn bánh cho nó chín rồi, nó cắt muốn cho cái bánh nó săn lại nó ngon á, cho nó biểu cho nó ráo ráo căng vậy rồi chút. Không muốn ăn cho nó hơi cái bánh hơi cứng cứng chút vậy đó, cái bột hơi cứng. Trứng là mình trộn đều vô luôn hay là không, muốn trộn thì trộn là để gì nè dạ. Để mình lát nữa bật lật qua là thấy nó ngon à, đó lát nữa lật qua cái đĩa cái đẹp của nó cái đĩa chút xíu dạ. Lật nó qua cái là để cô Cúc cho con thấy thêm con cây chả ram á dạ, thấy nhà cô Cúc làm thì con ăn thử gì đó. Kéo thêm tỏi phi và đậu phụ lên muốn, nữa. Muốn thích ăn đậu phộng mà chan nước tương lên nè. Rồi cô Cúc dùng cái giá múc nước tương là cái gấu dừa. Của bánh tre, cái gấu dừa của bánh tre đó. Chan chút nha chị, chờ chút xíu. À, đây là một dĩa đầy đủ cô Cúc đầy đây. Đầy đủ đó, đã đầy đủ muốn ăn có ăn ớt, có ớt. Dạ có. Đó. Còn muốn ngon nữa là cái này. Nè, đặc biệt là cái này nè, giấm tỏi ớt nè, ở nhà cô cũng xay đó. Dạ. À, muốn ăn nhiều để nhiều, nó cay, thiệt là cay đó. Dạ, xong rồi đúng không con? Mọi người ơi, mình mới gọi một phần đầy đủ bánh lọt đây. Bánh này mình thấy khá là đặc biệt và cũng lạ. Trước giờ mình chưa nghe tên bao giờ cả. À, cô Cúc cho con thêm cái chả ram nha. Dạ. Đây bên trong cái dĩa là gồm có bánh lọt nè, cái này là chính là bánh lọt nha mọi người. Đây là bánh lọt này. Và trong cái dĩa này mình kêu đầy đủ là gồm có thêm trứng nữa. Và thêm giá, cái này là hẹ chứ không phải là hành, hẹ. Và cô Cúc cũng đã trang những cái nước để ăn chung với bánh lọt cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ là dùng thôi. Để mình ăn cái bánh lọt như thế nào, mình nói lại cho mọi người biết nha. Wow, đây nè, trứng ở dưới nè. Mình ăn thử cái bánh lọt này như thế nào nè. Cái này chủ yếu là từ bột gạo. Cái này nó giống như cái bánh canh. Nhưng mà không phải, cái này nó ngon. Nó ngon hơn. Và nó mềm, nó không có dai. Ăn nó có cái vị ngọt ngọt từ trong cái bánh. Mình phải bỏ thêm một ít tỏi phi này nữa. Mình ăn cùng với bánh lọt luôn mới ngon. Một phần như vậy mà cô Cúc chỉ bán có 20.000 thôi. Cũng khá là rẻ. Một cái dĩa bự lắm mọi người. Và đây là cái chả giòn. Cô Cúc chia sẻ với mình là cô Cúc tự làm, tự gói lại. Ăn thử cái này nha. Cũng còn ngon lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái này hả? Là cái bánh lột này nó bình thường là màu trắng. Màu trắng. Dạ, cô xào màu đi. Màu dừa thôi. Màu dừa đó. Trộn nước màu dừa rồi mới xào. Dạ. Xào này mình xào có dầu không cô? Có. Xào dầu. Để ít thôi, xào ít dầu thôi. Tạm lát nữa mình có xào ta muốn ăn trứng hay là với giá đồ cải đồ cái có xào. Hồi xưa cô xào mỡ á. Dạ. Mỡ ngon lắm nha. Mà giờ không có ai ăn mỡ, ăn dầu không.
chả này chắc lâu lắm rồi đây nè. Từ lúc mẹ cô không cái chảo xe nữa còn to hơn. Dạ. Đây chưa bán nhiều quá, bán nhiều lắm một ngày một buổi thì thôi mấy cái ngò bán 25 kg. 25 kg hủ tiếu. Hủ tiếu. Dạ. Bánh lọt rồi có tính rồi có nhiều hủ tiếu thôi. Bây giờ ta bán nhiều quá đông quá rồi. Bao nhiêu con thấy bánh lọt hình như của mình cô bán cái mấy. Ở đây con Sài Gòn này chưa thấy ai, cũng chưa nghe lần nào luôn á. Cô bán đầu tiên má cô bán dài cái má cô phụ má cô nữa, cái má cô mắc cái gì lúc bà lớn tuổi bà không có bán nữa cô bà. À, nghề này là từ mẹ cô truyền lại. Ở đây hủ tiếu và bánh lọt là cô đều xào trước. Xào chín xong rồi khách lại là làm cho nóng rồi cô. Dạng vậy á. Chín chín xong, chắc bà đợi xào nó lâu lắm. Chắc bà đợi rồi. À, một lần nữa mình cùng nhìn lại cái không gian của quán Cô Cúc. Có cái món rất là lạ đó là bánh lọt xào và hủ tiếu xào. Để ở đây cái không gian ngồi ăn không được thoải mái như mọi cái quán khác, nhưng mà bù lại thì cô bán được những khách mua mang đi rất là nhiều. Và ngoài bán hủ tiếu xào và bánh lọt thì Cô Cúc còn bán thêm nước mía và những cái loại nước khác nữa. Nếu mọi người có ai mà có dịp đi ngang qua đường Lê Hồng Phong, quận 10 thì mình cứ ghé vào đây mình ăn thử cái bánh lọt ở đây. Xem cái cảm nhận của mọi người như thế nào nha. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo của mình. Xin chào cả nhà.